là rất là hiển linh ha. Khi mà muốn dọn dẹp quét dọn phải lên dâng hương, lên nguyện giấy đàng hoàng, xin đàng hoàng, rồi ăn mặc đồ chỉnh tề lên đây là quét dọn, chứ không có được quyền mà mặc đồ cục. Tự ý lên đây mà mặc đồ cục, đồ ngắn lên đây là quét dọn không được. Dạ. Thì mình nguyện giấy đàng hoàng ha, mình xin với đức cố, rồi mình lên quét dọn thì không có sao hết trơn. Dạ. Quét dọn chừng nào cũng được hết. Ừ. Điều khi trước khi lễ ha, có dịp cúng gì đó. Dạ. Thì người ta quét dọn. Bà con thấy ở trên kia có 6 tay chèo kìa. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại chùa Bủ Sơn Tự. Và chùa này thì theo đạo Bủ Sơn Kỳ Hương. Hôm nay thì đến ngôi chùa này, trước tiên thì Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị một cái chiếc ghe, gọi là ghe sáu bộ của Đức Cố Quảng Trần Quang Thành. Thì về sự thật về cái chiếc ghe như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để nghe bà Hai kể một cái câu chuyện liên quan đến sự tích của chiếc ghe, cũng như là những điều tâm linh đến tại ngôi chùa này. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Bà Hai, thì hôm nay con đến đây đó, thì con biết về cái sự tâm linh của chiếc ghe như thế này. Thì đây là của bà Hai, thì nhắc đến là Đức Cố, có nghĩa là Đức Cố Quảng Trần Quang Thành. Tâm linh của Đức Cố. Thì Đức Cố là đệ tử nhất của Đức Phật Thầy. Mọi người hiểu về sơ về cái về Đức Cố cũng như là quê quán của Đức Cố Quảng Trần Quang Thành ở đâu không hay bà ha? Ở quê quán của Đức Cố thì ở trên Cồn Nhỏ. Dạ. Mà sau này đó, Đức Cố mới là quy y với Đức Phật Thầy. Quy Đức Phật Thầy rồi bắt thơ Phật Thầy. Lúc đó thì năm đó thì Đức Cố khoảng bao nhiêu tuổi bà biết không? Năm Đức đó Đức Cố bao nhiêu tuổi thì tôi không có rành. Dạ. Cũng có nói mà giác nữa không có nhớ. Dạ. Nhưng mà khi Đức Phật Thầy gặp Đức Cố, gặp Đức Phật Thầy thì Đức Cố bắt đầu quy Đức với Đức Phật Thầy. Rồi là Đức Phật Thầy mới làm mẹ nhận Đức Cố là một đệ tử. Đức Phật Thầy nhìn thấy được, thành ra Đức Phật Thầy Đức Cố mới về mới giao hết gia tài sự sản đi theo tu với Đức Phật Thầy, với lo cho đất nước. Dạ. Là Đức Cố, Đức Phật Thầy nói với Đức Cố là đạo của thầy á là đạo lo cho đất nước. Đức Phật Thầy Tây An hay không? Dạ, Đức Phật Thầy Tây An á. Là Đức Cố quy y là để lo cho đất nước, nước giàu dân mạnh, chứ không có còn nghĩ cái gia đình quyền lợi gì hết. Rồi khi mà chiếc ghe này đó thì Đức Cố khi mà đánh với Pháp đó, nó vô nó ruồng nó ốp ra nó quánh đó thì Đức Cố phải thua. Dạ bà, thì bà cho con, bà Hai cho con hỏi á, là cái chiếc ghe này á là của Đức Cố là tự đóng luôn hả bà, tự đục luôn hay sao? Cái Đức Cố hồi đó là chắc là các ngày người ta lo ta đục ta làm đó, chứ mà đâu phải là thợ đâu đóng. Ngày xưa thì gia đình của Đức Cố á bà thì khá giả không bà? Đức Cố giàu lắm. Giàu Đức ha. Đức Cố có đất, có vườn, có ruộng, có ấy hết, mà Đức Cố kêu cho binh sĩ hết để Đức Cố dạ. đi tu. Nên thành nữ là khi đó là thời buổi đó thì Đức Cố phải, nhà của Đức Cố, gia đình của Đức Cố thì rất là khá giả, nên mới có được cái chiếc ghe quý như thế này. Cái chiếc ghe này đó là tôi không có rành, mà hiểu được là chiếc ghe này của Đức Cố với các ngài binh sĩ đó đi đánh giặc đi trên chiếc ghe này không à. Ở trên chiếc ghe này. Rồi á là ở chiếc ghe này, rồi sau khi này đó là ông Hai là con của Đức Cố đó mới về đây với ông Tư mới cất cái ngôi nhà này nè, mới thiếu tiền. Đức Cố thì dạ. Có gia đình và có bao nhiêu người con hả bà? Đức Cố hả? Dạ. Ê, coi có bảy tám người con lắm, bảy người con. À, bảy người con. À. Có mấy nam mấy nữ hả bà hả? Ê, coi Đức Cố thì thứ hai, rồi thứ ba là cô ba, thứ tư là ông Tư Trái đó, cái bàn thờ ông trọng đó. Dạ. Rồi thứ năm là cô Năm, cô Năm là nữ tướng nữa nha. Ừ. Rồi
thứ sáu thì tôi không rành, còn thứ bảy là ông Bảy Trạng, ông chết cũng hồi nhỏ rồi. Thì giờ có đình thờ mấy ông đó thì tôi biết. Dạ. Tại vì mình sau này sanh sao để muộn mình không có rành đâu. Nghe kể lại thôi. Dạ, nghe kể lại thôi. Nhưng mà đứa cố á, khi mà đi chiếc ghe này, sau khi này mà đem gì đây mà thờ đây đó là rất là hiển linh. Nha. Khi mà muốn ơi, dọn dẹp quét dọn phải lên dương hương, lên nguyện giấy đàng hoàng, xin đàng hoàng, rồi ăn mặc đồ chỉnh tề lên đây là quét dọn, chứ không có được quyền mà mặc đồ cục. Tự ý. Tự ý lên đây mà mặc đồ cục, đồ ngắn lên đây là quét dọn không được. Quá linh thiêng. Bởi vì chiếc ghe này thấy gì chứ bây giờ. Như mà con có 1-2 tỷ bạc con đi chuột chiếc ghe này, người ta cũng không có cho nữa. Quý dữ lắm là quý. Dạ. Quý là quý từ cái lịch sử. Cái lịch sử mà dạ. Của Đức Phật chứng, chứ không phải của Phật, chứ không phải là của bình thường. Ở đây cô bác quý anh chị thấy á, mà khi mà cái chiếc ghe này, những cái chi tiết ở đây á, nó có phần mà ví dụ như nó bị giá trị về thời gian, nó làm cho nó không còn giống như xưa, thì người ta đây là chỉ dán lại thôi. Dán lại thôi. Dán chứ lại không thôi. Có ra chứ không dám thay đổi về cái kết cấu của chiếc ghe này. Dạ. Nhưng mà thấy vậy nó cũng khá là hay khi mà giá trị lịch sử nó vẫn còn nguyên vẹn đó. Tại và treo cái màn này chứ trong này rất là đẹp. Dạ. Chạm hết trơn rồi đó. Cậu thấy không? Chạm hết trơn đẹp lắm. Có thờ ở trong đó có chân hương luôn. Có chân hương ở đây nè. Chân hương đây nè. Ở đây rồi, ở trong luôn á. À. Nghe bà kể được cái câu chuyện mà liên quan đến chiếc ghe của Đức Cố Quảng linh thiêng như thế này á. Ngay cả khi mà hiện nay việc mà tu sửa lại hay quét dọn lại thì cũng phải xin phép. Dạ, dạ phải xin phép. Cẩn. Cần không xin phép mà ngang xương đó là lên đây là mấy ông quở mấy là không có được. Cái ghe này vậy chứ còn hiện giờ Đức Cố thường trực với là các ngài hồi đó mà đi theo phò với Đức Cố mà tài giỏi đó. Dạ. Là đánh hồi đó là đánh bằng kiếm, bằng đao, bằng thương không à. Chứ không có phải đánh bằng súng đạn. Nhưng mà về giá trị lịch sử thì phải nói là ghê gớm hả bà. Dạ. Nó đã có tuổi đời, ghe này đã tuổi đời hơn trăm năm mà. Trên trăm năm à. Nhưng mà về cái chất liệu gỗ á, vẫn còn rất là tốt. Ừ. Như thế này. Còn y nguyên hết trơn. Nó là coi như chiếc ghe này bằng thì cái ghe này á, bằng còn cây là không câm xe cà chắc gì chứ không phải là cây thường. Dạ. Cây gỗ mộc, cây tốt. Mà con thấy ở trên đây những cái hoa văn của làm cái mái ở trên này nè. Ừ. Cực đẹp luôn. À. Mà để chạm khắc được như vậy thì đâu phải là đơn giản đâu. Đó là cả đúng một rồi. Cái công trình điêu khắc á. Đây là những cái hoa văn mây nè. Chú biết không? Là trong 12 ông Phật đạo của Đức Phật Thầy hồi đó là Đức Cố là một người duy nhất. Đức Cố là người tài giỏi, hy sinh tất cả gia đình, vợ con hết cho đất nước. Lo cho đất nước. Cho nên là Đức Phật Thầy mới chọn Đức Cố. Dạ. Là Đức Phật Thầy mới là giao. Trong kinh giảng thì có nói để lại là cái đạo của Đức Phật Thầy với Đức Cố này là cái đạo lo cho dân, cho nước, lo cho đồng bào nhân loại đàng hoàng rồi mới là trở vô tu. Hàng năm thì khi mà mình việc mà quét dọn cho ghe lại á thì vào ngày mấy bà ha, làm lễ á? Thì mình thấy nha, chiếc ghe mà nó hơi bụi bặm nhiều đó. Dạ. Thì mình nguyện giấy đàng hoàng ha, mình xin với Đức Cố rồi mình lên quét dọn thì không có sao chứ. Dạ. Quét dọn chừng nào cũng được hết. Ừ. Điều khi trước khi lễ ha, có dịp cúng gì đó. Dạ. Thì người ta quét dọn. Bà con thấy ở trên kia có 6 tay chèo kìa. Dạ. 6 cây chèo trên đó đó. Mấy cây chèo đó. Chèo sau, chèo trước đó. Dạ, 6 cây chèo, 3 cây chèo lớn và 3 cây chèo nhỏ. À. Vậy là chèo trước nè. Ừ. Vậy là ghe 6 bổ là 6. 6 bổ là 6 cây bổ nè, 6 để cây bổ. Chèo đó. À.
kêu là mình gắn vô đây là mình chèo á, gắn chỗ rồi, này ngoài vô đây nè, ngoài cái ta dây vô đây nè mới chèo. Dạ. Còn vô đây nè, vô chú vô đây nè là cái di tích là của hai cái ông này là dựng cái ngôi này nè. Ừ. Khi mà đến đây thì được nghe bà nói về cái chiếc ghe trước mắt thì con nhận thấy là đây là một cái chiếc ghe có giá trị về thời gian, ghe, về lịch sử. Ghe lịch sử. Dạ. Ghe này hay là giá trị về về cấu tạo của chiếc ghe. À. Thì đây là một cái từ một thân gỗ quý. À. Mà coi như là hơn 100 năm qua. À. Không có một loài mối mọt nào mà có thể ăn được. Ừ. Đó. Và thứ hai là cái việc mà tâm linh, đó là khi mà mình muốn dọn rửa hay là lau chùi thì mình phải xin phép với lại ơn trên với lại đức xin cố phép hoàng. Với đức cố với phật thầy trong quan các ngài hôm nay ở vườn ngự chiếc ghe này nè thì cho đàng hoàng rồi mình lại đàng hoàng rồi mới là mới là dọn dẹp rất hay. Còn hôm nay thì con đến đây thì cũng nghe được một số câu chuyện tâm linh về cái chiếc ghe này là một. Hai là con chưa hiểu cái từ là sáu bộ ghe. Sáu bộ thì hôm nay sáu bộ có nghĩa là sáu tay chiều. Dạ. Còn cái con của đức cố là cái ngày mà đứng lập ra cái ngôi này là đây nè, vô đây nè đi. Dạ. Lập ra cái đền thờ này, cái chùa này đây rồi. Còn đức cố hiện nay đang ở đâu bà? Đức cố là bằng giữa này nè. À, đức cố là giữa hả? Ờ, là cái ông Tư này nè, là ông là thọ giáo, ông quy y với ông Hai. Khi mà đức cố vắng mặt rồi đó, rồi mới thọ giáo quy y với ông Hai. Mới là ông Tư này cũng lo vận động là tiền bạc nào là vật chất đó. Đang xây chùa. Đang xây cái chùa này đó là do nơi ông Tư với ông Hai này lo nè. Dạ. Là khi mà lập cái chùa này đó là nói rõ cho chú nghe là ông Hai này đó, ông đi lên trên Gò Sặc trên đó, ông cầu kêu ông Tư, ông Hai kia về. Về là mấy ông hồi đó đâu có điện thoại nhưng mà có tâm linh. Khi mà chèo chiếc ghe này đi lên trển đó là tới đi tới đâu 12 người lần đang chèo thay đổi chèo lên tới 6 người chèo 6 người nghỉ. Chèo lên tới Gò Sặc. Chèo lên thì bước lên đầu thì chư thần kêu ông Hai đi ra đón ông Hai này. Mới vô trong vô dẫn trong rừng. Hồi lúc đó thì tay nó đường chinh chiến mấy ông trốn đi. Vô ở trong rừng là mấy ông dạy cho cọp nữa nha. Dạy cho cọp đi ra đằng mà ổng nó để một chút thì vô rồi ổng kêu cọp nó mấy ông hổ ra đằng mà chào mấy ông này. Ôi. Mấy ông này ra gặp quán hồn ông cọp chúa Sơn Lâm đi trước. Mấy ông này quá sợ rồi, một bầy đi sau đông lắm, từ lớn tới nhỏ kế ra nhiều dữ lắm. Đi vô cái ông hai này là ông con của đức cố đó. Ông nói đây là ông Hai ở trên Gò Sặc đó, mà ông Hai đó đồng với đứa cố để mà đánh giặc đó, rồi thua trận rồi ông Hai trốn đi về trển. Ông Hai đó nói với ông Hai này, mới nói là đây là mấy ông hổ ở rừng, mấy ông dài đó, thôi ra chào khách đi. Thì mấy ông bước vô là mấy ông mọp đầu xót đất kìa, cúi đầu từ ông lợi nằm, ông Hai cũng biết thôi, lợi nằm khách hàng ngay ngắn đi. Ông lớn nằm trước, ông kế nằm kế dài hết trơn, nằm mọp đầu xuống đó chịu. Rồi hồi ông Hai ở trên, ông nói thôi rồi thôi đứng dậy đi ra đi, thì đứng dậy lợi mọ cúi đầu đi ra trơn. Rồi cái đêm đó là hai ông Hai này là cầu Phật, hái hoa ở trong rừng cầu Phật. Là lúc đó cầu thì trời thanh bạch gì nè, khi mà Phật xuống là dừng mây đen tối hù lại là Phật Bà Nam Hải xuống mới chỉ dạy cho ông Hai này mới về đây cất lo sửa sạn cất ngôi chùa cho dân tu. Cho dân chúng tu đi cất xong rồi tay nó biết nó đi kiếm ông đi trốn xuống dưới
xuống dưới chưa gì rồi nè, rồi ông ở với ông tu cũng dạy dân tu là bỏ xác chứ, là ông hai này con của ông cố, rồi ông hai này ông tư này cũng đi theo ông hai, rồi sau này ông tư ông bỏ xác rồi thì ông hai này ông tư nữa ông trở về đây lo cái ngôi chùa này tới giờ, cho nên không có cho sửa sang những gì, có sửa cái này nè, cái này rồi đó gạch lên rót gạch tàu lâu quá cái nó mòn nó mục nó lủng hết trơn, chứ không có sửa gì hết đó bà. Tôi lên tôi dâng trước là tôi nguyện giấy tôi xin dâng cúng 100 thùng gạch bà rồi, cúng hả à, rồi tôi mới kêu người này kia lại mấy người mà tôi biết đó kêu lại má hùng nhau mà cô cúng thêm má lo má lót cái này lại chỉ lót cái này lại thôi, chứ trong chùa là y nguyên không có là gì ngày đó xưa giờ luôn nha yeah. Còn ở trên đó, nó có hư hao hay gì thì tu bổ lại cũng y vậy luôn, không theo có kiến cái trúc gì. Giống vậy luôn y vậy chứ không có cái gì thay đổi hết trơn. Thưa cô bác của anh chị thì trước mặt cô bác của anh chị là cái nơi thờ của Đức Cố Quảng Trần Văn Thành với lại của Đức Phật Thầy. Thì về Đức Cố Quảng, Đức Phật Thầy với lại Đức Cố Quảng á thì là theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Và đạo Bửu Sơn Kỳ Hương á thì việc thờ cúng á rất là đơn giản, chủ yếu là tu đạo là tịnh tâm, tu tâm. Nên cái việc mà thờ cúng không có nhiều nghi lễ giống như là rồi, những cái để nói thêm, bà. Nói thêm. Dạ. Đạo của Phật Thầy với đạo của Đức Cố này đó là bổ là lo cho dân cho nước. Dân giàu nước mạnh. Dạ. Tu là tu tâm thôi. Dạ. Dạ. Hôm nay nhìn bật cái đèn lên hả bà? Dạ. Nhìn đèn ở trên dạ xuống đẹp. Ha. Dạ. Bật dạ. Đèn lên vậy mới thấy sáng. Dạ. Dạ. Ha. Dạ. Mình có duyên mình mới hiểu được. Còn không có duyên thì con đi cúng qua rồi thôi, con đâu có hiểu. Con đâu có hiểu lịch sử. Hôm nay con gặp bà coi như cũng con cũng có duyên rồi. À. Thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác quý anh chị một cái chiếc ghe rất là độc đáo của Đức Cố Quảng như thế này. Một chiếc ghe có giá trị về thời gian và sự tâm linh ở trong ngôi chùa này. À, chiếc ghe này là của đệ tử thứ nhất của Đức Phật Thầy. Dạ. Nói cho con nói cho rành luôn. Dạ, nên là nữ hay là cô bác quý anh chị có về An Giang á thì ghé đây viếng chùa rồi sau đó chứng kiến cái di tích của chiếc ghe này ha. Dạ.